Hi, xin chào mọi người, các bạn đã sẵn sàng chưa? Đây có thể nói là một trong những tuần cực kỳ quan trọng với stock market và rất là bận rộn mọi người. Vào ngày mai chúng ta sẽ có cuộc họp của Federal Reserve thứ ba và thứ tư. Thì vào chiều thứ tư khoảng 2 giờ chiều chúng ta sẽ nhận được kết quả là Federal Reserve muốn tăng interest rate lên bao nhiêu cho cái tháng 7 này, tuần cuối cùng của tháng 7 năm 2022. Và rất nhiều khả năng kết quả sẽ là 0.75%. Hơn 80% người ta muốn tăng đến 0.75% và khoảng từ 15-20% số lượng người muốn tăng đến 1%. Một trong những cái lý do chính đó là cái mức inflation rất là cao vào cái tháng 6 vừa rồi đến 9.1%. Đó có thể là lý do tại sao nhiều người ta muốn tăng đến 1% để mà kiềm chế cái mức lạm phát cao như vậy. Nhưng mà trong cái tháng vừa rồi các bạn thấy là giá xăng dầu đã giảm đi, cho nên khả năng là Federal Reserve sẽ tăng lên là 0.75%. Các bạn cũng theo dõi ông Jay Powell trong vòng suốt mấy năm vừa rồi, cái chiến lược của ông với market thường rất là nhẹ tay, cho nên là 0.75% có thể nói là rất là chắc chắn rồi. Và vào ngày thứ năm thì chúng ta sẽ nhận được một cái báo cáo rất là quan trọng, đó là cái GDP của cái quý thứ hai này. Thì quý vừa rồi các bạn thấy là chúng ta có cái GDP là âm rồi. Nếu mà cái quý này tiếp tục chúng ta thấy âm tiếp thì gần như 100% là suy thoái đang đến, có thể là năm nay hoặc là năm tới đây. Nhưng mà trong suốt 70-80 năm qua, người ta thống kê đó là khi mà hai cái quý liên tiếp mà có GDP dưới zero, dưới cái mức zero, thì gần như là 100% là sẽ có suy thoái kinh tế đến. Thì tất nhiên là suy thoái kinh tế nó còn nhiều cái chỉ số khác nữa, ví dụ như là tỷ lệ thất nghiệp, nhưng mà GDP là một trong những cái chỉ số rất là quan trọng. Cho nên là vào ngày thứ năm này chúng ta sẽ đón xem là cái số liệu đó nó sẽ ra sao, và điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến market trong thời gian tới đây luôn. Thêm một điều nữa đó là tuần này là một trong những tuần busy nhất của những công ty lớn ra earnings report, ra báo cáo tài chính, trong đó có những công ty blue chip, những công ty lớn và có sức ảnh hưởng mạnh ở trên thị trường, chiếm phần rất quan trọng ở trong stock market ở Mỹ đây. Ví dụ như là Apple, ví dụ Microsoft, Meta hay là Amazon. Và mình cũng muốn nói sơ qua một chút xíu về những công ty này luôn. Thì vào ngày thứ ba chúng ta sẽ có earnings report của công ty Coca-Cola vào sáng sớm, cũng như là GM, McDonald's. Và chiều thứ ba thì bắt đầu những công ty lớn hơn, ví dụ như Alphabet, có nghĩa là Google. Với công ty này thì các bạn biết là vào thứ sáu vừa rồi, thứ năm vừa rồi, chúng ta có cái earnings report của Snapchat rớt đến 40% vào sáng thứ sáu, cũng đã kéo cái stock này rớt đến hơn 5%. Tại vì những cái con số của Snapchat đưa ra, thấy cái số liệu về cái dịch vụ quảng cáo của công ty này đã xuống rất là nhiều, thì những công ty như là Google và Facebook cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì đây là những công ty cùng chung lĩnh vực, cho nên là một cái yếu tố xấu ảnh hưởng đến công ty này nó sẽ ảnh hưởng hết toàn bộ cái lĩnh vực đó. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng đón xem, tại vì các bạn nhớ là quý trước khi mà Snapchat cũng rớt khoảng 30-40%, nhưng mà đến khi Google và Facebook ra earnings thì stock của nó lại đi lên. Và cũng là vào chiều thứ tư chúng ta có Microsoft và Visa, là hai công ty mình đang giữ ở trên cái portfolio Robinhood của mình, cũng ra earnings vào chiều đó luôn. Cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Mình rất là phấn khởi, mình rất là hồi hộp với những công ty ra earnings vào tuần này. Tiếp theo đó là có Boeing và Shopify sẽ ra earnings vào sáng thứ tư. Và vào chiều thứ tư thì chúng ta có Facebook và Ford, Qualcomm. Ford là một công ty mình đang giữ, xem là quý vừa rồi nó làm ăn như thế nào, khi mà những yếu tố về supply ảnh hưởng rất lớn đến công ty này vào quý vừa rồi. Khi mà market đóng cửa chúng ta sẽ có Apple và Amazon. Intel cũng là một công ty mình vừa mới mua thêm rất là nhiều stock và đang giữ một cái option của công ty này luôn. Apple cũng là một trong những cái stock mình giữ nhiều tiền nhất ở trên portfolio của mình ở trên Robinhood. Cho nên là mình sẽ theo dõi là xem công ty này sẽ làm ăn như thế nào luôn. Cuối cùng vào ngày thứ sáu chúng ta sẽ có những công ty về oil ra earning, ví dụ như ExxonMobil và Chevron. Thì những công ty về oil trong những quý vừa rồi mình chắc chắn là những công ty này kiếm rất là nhiều tiền, tại vì giá xăng giá dầu đã tăng lên rất là nhiều. Đây là những công ty được hưởng lợi nhiều nhất tại vì giá xăng giá dầu tăng. Và nhắc đến việc giá xăng giá dầu tăng, trong ngày hôm nay chúng ta nhận được một cái tin từ phía Nga là nó đã cắt thêm 50% sản lượng dầu được chuyển vào trong những nước ở bên Europe, những nước ở bên châu Âu. Thì các bạn nhớ là trước kia nó đã cắt một lần 60% rồi, có nghĩa là sản lượng vào ngày hôm nay chỉ là 40% so với là cái điểm cao nhất của nó. Nhưng mà vào ngày thứ tư, bắt đầu vào ngày thứ tư, nó sẽ cắt thêm 50% của cái 40% nữa, có nghĩa là chỉ còn 20% thôi. Và đây là một điều rất là xấu, đặc biệt là vào thời điểm này khi mà nhiều tin tốt ra thì lại có tin xấu đến.
Trong suốt thời gian vừa rồi giá xăng giá dầu đã giảm, nhưng mà đến ngày hôm nay các bạn thấy là những công ty về xăng dầu lại lên rất là nhiều. Trong khi đó cái market nó gần như flat, không có đi đâu hết. S&P 500 và Dow Jones nằm ở màu xanh nhưng mà xanh chút xíu thôi. Còn Nasdaq còn xuống đến màu đỏ. Nhưng mà những công ty về xăng dầu lên rất là nhiều. ExxonMobil lên hơn 3%, Chevron lên cũng gần 3%, và cái công ty Occidental của Warren Buffett lên đến 5%. Khả năng là trong những tuần tới đây các bạn sẽ thấy là giá xăng giá dầu tiếp tục lăn lên thêm nữa. Bây giờ là tháng 7, gần tới tháng 8 rồi, còn khoảng 2-3 tháng nữa là sẽ bắt đầu mùa đông. Thì những nước ở bên Europe cũng như là ở Mỹ đây luôn sẽ cần rất nhiều xăng dầu và khí đốt để chuẩn bị cho mùa đông. Và nếu Nga tiếp tục cắt giảm cái sản lượng nhập vào trong những nước này thì khả năng là giá xăng giá dầu sẽ tăng lên lại rất là nhanh. Các bạn nhớ là vào 2-3 tháng trước khi mà giá xăng giá dầu lên đỉnh cao của nó là khoảng 120 mấy, 130 đồng. Rất nhiều business đã khốn đốn. Mình đi đổ xăng mà mình cũng thấy khốn đốn rồi. Nếu mà nó tăng lại tới cái điểm đó thì mình nghĩ là stock còn rất thê thảm hơn. Thêm một điều nữa, đó là chiều nay khi mà công ty Walmart ra một vài báo cáo của nó thì nó thông báo là thu nhập của công ty sẽ giảm đi từ 12-16%. Tại vì tác động của inflation, của lạm phát, người tiêu dùng bây giờ người ta chỉ tiêu dùng, người ta dùng tiền để mà mua đồ ăn, đồ uống. Người ta không có muốn dùng tiền để mà trả cho những cái sản phẩm đắt tiền, những cái sản phẩm luxury cao cấp nữa. Ví dụ như là áo quần người ta cũng không có muốn mua nhiều. TV, điện thoại, những cái sản phẩm mà đắt tiền, không có cần thiết thì người ta cũng giảm bớt đi. Người ta chỉ dùng tiền để mà mua đồ ăn, đồ uống thôi. Và sau khi cái tin này ra, làm cho cái stock của Walmart cũng rớt gần 10% vào chiều hôm nay. Stock của Target cũng rớt hơn 5%. Và có thể đây là một cái dấu hiệu để mà cảnh báo cho chúng ta thấy là khả năng recession sẽ đến trong những tháng tới đây. Rất là gần rồi. Market lên hơn một tháng rồi chưa là gì cả. Có thể là nó sẽ quay đầu và đi xuống lại trong thời gian tới đây. Cho nên là vào thời điểm này mình rất là cẩn thận với những cái bước đi của mình khi mà nói đến việc mua stock. Mình nghĩ là chúng ta cần phải đợi những cái thông tin của Nga và Ukraine, những cái căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng như là những nước ở bên Europe phải lắng xuống. Khi đó cái gánh nặng về nhiên liệu giảm đi thì inflation, lạm phát mới có cơ hội có thể đi xuống tiếp. Cho nên là trong thời gian này mình sẽ tiếp tục theo dõi những cái số liệu đưa ra có thể ảnh hưởng mạnh đến cái market trong thời gian tới đây. Ví dụ như là thứ năm này, cái chỉ số GDP sẽ đưa ra âm hay là dương, nó sẽ ảnh hưởng đến cái market như thế nào. Đặc biệt là cái inflation, lạm phát của cái tháng 7 vừa rồi sẽ ra vào tháng 8 tới đây. Khi đó chúng ta mới có thể chắc chắn là cái market sẽ đi như thế nào. Và đó có thể chính là lúc mà chúng ta có thể bơm tiền vào mạnh tay hơn và mua những cái stock mà chúng ta yêu thích. Còn vào thời điểm này, chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận với cái market. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.